Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp công ty phá dỡ vận chuyển và san lấp tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Kế toán trong công ty san lấp mặt bằng đặc thù thường bao gồm các công tác đào đất, vận chuyển và đắp đất đang phục vụ cho công tác xây dựng ngày càng nhiều. Riêng đối với những hợp đồng phá dỡ thường là các nhà thầu nên dự toán sẽ nằm một hạng mục nhỏ trong tổng cả hạng mục lớn, cần phải phân tích rõ công việc nhận bàn giao từ phía bên ký hợp đồng, có quy trình xử lý phá dỡ, vận chuyển san lấp đúng quy định. Làm sao để từ đó cần đưa các chi phí cân đối, chi phí đầu vào hợp lý, lưu ý về các hạng mục máy thi công, theo ca giờ công cụ dụng cụ và các chi phí khác, quan trọng nhất là điều chỉnh nhân công làm sao cho phù hợp. Ở khóa học này sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, giải quyết được những khó khăn, va chạm các tình huống xử lý thực tế. Các nội dung chính trong khóa học của trung tâm sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ. Nội dung thứ hai liên quan đến chứng từ phát sinh trong công ty san lấp mặt bằng và các nội dung liên quan đến phần cuối kỳ lên báo cáo tài chính. Trước khi thực hiện việc khai báo dữ liệu đầu kỳ, các bạn sẽ được đi vào phân tích các nội dung liên quan đến nhân công, hướng dẫn việc cách đưa các chi phí nhân công vào công trình, thực hiện việc phân tích các chi phí của máy thi công, bao gồm chi phí khấu hao, chi phí nhiên liệu, chi phí lái máy và chi phí sửa chữa. Cách xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu. Đó là các nội dung liên quan đến dự toán của công trình trước khi đi vào các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ. Ở nội dung thứ nhất sẽ đi vào các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ. Hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu các dữ liệu của các năm cũ trước khi thực hiện việc khai báo dữ liệu đầu kỳ để có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. Ở nội dung liên quan đến phần 2 này, các bạn sẽ được đi vào làm các chứng từ thực tế, các nội dung liên quan đến thực hiện việc bóc tách doanh thu cho 3 mảng phá dỡ, vận chuyển và san lấp. Cách hạch toán đối với mua nguyên vật liệu, công cụ, tài sản cố định, phản ánh các nội dung liên quan đến chi phí lương, bảo hiểm và các chi phí mua ngoài khác, tập hợp các chi phí tính vào giá thành của 3 mảng, các nội dung liên quan đến lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế vãng lai, hướng dẫn điều chỉnh các sai sót, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng tháng, hàng quý. Và nội dung thứ 3 liên quan đến cuối kỳ, thực hiện việc cân đối các số liệu trên bảng cân đối tài khoản trước khi lên báo cáo tài chính, phân tích tổng doanh thu và tổng chi phí đối với từng mảng, kiểm tra lại các tỷ trọng trong báo cáo, hướng dẫn cho các bạn thực hiện nộp các báo cáo tài chính đối với công ty san lấp mặt bằng và các tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách, kết xuất lưu giữ nội bộ và các kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi tham gia vào khóa học. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng thì các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học bao gồm khóa tự học, lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Điểm đặc biệt là toàn bộ các chứng từ hóa đơn các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com. Và lần lượt đi vào từng phần, trong đó phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4 là các nội dung để các bạn xem các chứng từ cũng như nghe video trước khi đăng ký khóa học. Để xem được các nội dung của phần học, sẽ click trực tiếp vào nội dung của khóa học đó và nhấn xem nội dung. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.